Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ quan trọng trong đầu tư công, góp phần bảo đảm tiến độ các dự án. Do vậy, thị xã Phú Mỹ luôn chủ động xây dựng và triển khai phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, các công trình thiết yếu nhằm phục vụ đời sống người dân. Năm 2021, thị xã Phú Mỹ đã triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho 72 dự án với tổng diện tích hơn 3.600 hectare, trong đó diện tích bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 1.200 hectare. Tuy nhiên, do 20 dự án chủ đầu tư chưa hoàn thiện thủ tục theo quy định, nên địa phương chưa thể thực hiện công tác bồi thường. Vì vậy, thị xã mới triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 52 dự án, với tổng diện tích cần thu hồi là 418 hecta liên quan đến 624 hộ dân. Trong đó có nhiều dự án trọng tâm trọng điểm của tỉnh, như dự án đường Phước Hòa Cái Mép, dự án đường 991B, dự án tuyến tránh quốc lộ 56 qua thị xã Phú Mỹ, dự án đường Long Sơn Cái Mép. Năm 2022, thị xã Phú Mỹ tập trung thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh như trung tâm logistics Kém Mép Hạ, dự án cao tốc Biên Hòa Dũng Tàu, dự án khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3. Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra, thị xã Phú Mỹ đã xây dựng kế hoạch kiểm đếm bồi thường giải phóng mặt bằng có trọng tâm trọng điểm, có lộ trình cụ thể và linh hoạt trong tổ chức. Đồng thời để nhanh công tác đo đạc, giải thửa bản đồ thu hồi đất của từng hộ dân khắc phục tình trạng sai lệch giữa diện tích thực tế và diện tích trên giấy chứng nhận.